Ba anh ngồi kế Diễm Quỳnh nãy giờ luôn á, ba anh ngắm cái gương mặt của bạn á, cứ giống như là mấy cái diễn viên người nước ngoài vậy đó. Đó, giống như khu vực châu Á vậy đó, ví dụ như là Phạm Băng Băng hay là Lưu Diệc Phi đó, cái vẻ mặt rất là đẹp. Thế thì không biết là bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết cái lý do tại sao bạn chỉnh sửa cái mũi của mình, và khi mà chỉnh xong rồi thì bạn thấy như thế nào? Trước đây á, là em có một cái mũi nó không hề cao, nó rất là thấp. Thì sau khi, nhưng mà em biết là coi những cái hình ảnh đó, em đã quyết định tới và làm một chiếc mũi. Thì sau khi làm mình được một cái chiếc mũi như vậy á, công việc của mình nó tốt hơn rất là nhiều. Mình làm công việc gì vậy em? Em làm mẫu ảnh. Ồ. Thì cái công việc của nó thuận lợi lên rất là nhiều luôn, cũng như là mình sẽ được nhiều show và nhiều người biết đến rất là nhiều. Nói chung là có một cái khuôn mặt tự nhiên đẹp mà sửa mà tự nhiên như vậy á, vẫn tốt hơn là mình chưa có một cái khuôn mặt đẹp mà nó chưa làm gì hết. Rồi, chị đồng ý hoàn toàn với lại cái quan điểm sống đó của em, và đặc biệt là phù hợp với một người mà thích tham gia vào những cái công việc showbiz như em. Tại vì thật sự là vào showbiz thì một rừng nhan sắc, đúng không? Nếu như mà mình có một cái gương mặt không tỏa sáng thì không được. Mà nếu mình cứ gọi như là mình cố chấp, mình giữ thôi tôi muốn giữ cái vẻ đẹp tự nhiên ba mẹ cho, đúng, đó là một vẻ đẹp ba mẹ cho mình. Nhưng mà nếu như mình muốn tham gia một cái gì đó, như em nói là lĩnh vực người mẫu, chụp ảnh rồi quay phim liên tục, thì mình phải đẹp hơn, đúng không? Dạ, nên là đẹp tự nhiên còn hơn là xấu nhân tạo. Một cái quan điểm rất là hay. Cho nên là bây giờ gần Tết rồi, ai mà mình muốn tranh thủ làm đẹp thì nhanh nhanh nha. Tại vì hồi nãy rõ ràng là quý vị có coi clip đúng không, là thấy một cái người nước ngoài về đây chỉ có một thời gian ngắn thôi, chỉnh sửa trong vài ba ngày là mình có mũi đẹp rồi. Cho nên là bây giờ cận Tết nhiều người lo mình là không có kịp làm đẹp, nhưng mà đâu có gì lo đâu, đúng không? Em làm nhanh không? Dạ, một tuần thôi. Đó. Không, một tuần là nó đã vô còn rồi em đó. Làm là chừng 2-3 ngày là đi làm được rồi. Đó, cho nên không có một cái gì gọi là cản trở hết. Dạ, đúng không? Rất là thích. Đấy, quý vị nhớ nha, bây giờ mình làm đẹp là vẫn còn kịp.